các bạn đã quay trở lại với kênh Solar. Ban đầu là dự tính là hệ bơm, nhưng mà bây giờ chuyển sang hệ độc lập. Hiện tại mình lắp đây là 9 tấm pin 450. Thế nên chủ nhà quyết định là chuyển. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solar Bơm Hạnh nha. Hôm nay mình đang có mặt tại Phú Xuân Crong Năng Ô Lộc EK, lắp một cái hệ ban đầu là dự tính là hệ bơm, nhưng mà bây giờ chuyển sang hệ độc lập, hệ hòa lưới bám tải các bạn. Sử dụng inverter 5kg đến 6kg. Hiện tại mình lắp đây là 9 tấm pin 450 xe máy đây. Lên để cho các bạn xem mấy cái pin của mấy anh em đang lắp ở trên. Ở đây là phục vụ cho việc tưới cà nè, cho sử dụng điện sinh hoạt đồ này nọ nữa. Nên hình kết hợp với như thế nên chủ nhà quyết định là chuyển sang hòa lưới hòa lưới bấm tải. Đây hai anh em đang cố định pin. Đây anh chủ, đây anh chủ nhà, đây anh Nguyên nè. Đây mình trồng cà, trồng cà, trồng bơ, sầu riêng, bởi gì mắc ca nữa hả? Nhưng có biết cây kia cái gì không? Cây cái gì? Hai cây đứng sau sau kìa. Cái mắc ca cái gì? Đó, hai cây đứng sau sau bên kia. Đó, cây đu đủ hả? À, thì mình biết à. Mắc ca đây năng suất cao không bạn? Chắc cây đó tầm 10 ký hả? Cây 10 ký hả? 100 ngàn. Một cây to như vậy có 10 ký hạt thôi hả? Nhân đi bình vậy thôi, bình vậy thôi. Ừ. Ở nhà có tí nào không? Tí mời anh em ăn người một vài hạt thì được. Ủa sầu riêng ở đây được bao nhiêu năm rồi Nguyên à? Hả? 14 15 năm rồi. Ồ. Cây này to vậy anh nhỉ? 14-15 năm cây sầu riêng này. Nay hình như chưa mà không? Bên mình là mới thu xong mà mới đang cho ra lá lại mà không? Lọc lại mà không? Cái khu Bình Phước là hôm nay là lúa mắc cua hết rồi đó. Cái này tháng đó. Tháng này. Mình nhiều gốc không? Hả? Có 22 gốc hả? Đợt kỳ rồi bán được giá trăm không? Ủa sao bán cái con năm mấy bên đây giá cao mà. 6 năm. Hả? 6 năm. 6 nhiều à? Bữa hôm trước lắp ở Rông Búc, ông đó chốt giá 69 mà ông còn tiếc. Chốt giá với khách hàng 69 mà ông còn tiếc, thì giá ngoài thị trường nó tới 110 nghìn một ký. Ông tiếc quá trời.